xin kính chào toàn thể các bác trên các mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Đấy. Hôm nay em về một thêm một đôi đồng nát nữa để cho các bác mắng chửi nhiệt tình. Nói vui thế thôi. Còn đây là một đôi loa JBL MR series nhưng mà nó bị cậy mất cái số ở cuối này. Cái này tí em sẽ lên mạng xem. Con này là đời cái gì đó mà đuôi số 8 ấy. Đấy. Bát 50 chung 2 năm tiếp kèn. Đây thì con này là bị kiểu như là nai niếc rồi, nai gần hết rồi. Chứ còn đôi này mà ngon lành mà từ đầu đến đuôi nó khoảng tầm hai mấy, ba mấy triệu. Và đôi này thì em lấy vào với mức giá là trên 5 triệu rồi. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp lại nhé. Em bán em chỉ lãi được mấy trăm thôi. Bán tròn cho các bác là 6 triệu. Là tình trạng là họng kèn đã gãy. Bát chung đã chết. À con bát sống, chung này đã chết. Đấy. Một con chung chết, còn bên này thì chắc là vẫn kêu, em vừa chưa thử. Để mấy anh em thợ nào về cũng vứt năn năn đốc đốc như này này. Họng kèn này thì bên em có rất nhiều. Đó. Đây, lưới đây. Đây căng đây, MR series đây. Và chủ hàng bên Trung Quốc thì có nhờ gửi luôn là bảo là hôm nay anh đến nhà thằng này không có thì nó không có nhà thì chú lúc nào xuống thì chú vứt hộ anh mấy cái bo công suất này xuống đấy để nhà nó sửa hộ. Đây là có sao nó quay vậy cho các bác xem nhá. Đấy, máy công suất của Tích. Model là QS28A. Chủ buôn hàng Trung Quốc. Giám đốc bên Trung Quốc có gửi về nhà sở hộ này. Bởi vì nhà em đến nhà ông thợ sửa đẳng cấp nhất Hưng Yên này thì cách có một đoạn rồi. Có 10 phút lái xe thôi. Đấy, tự nhiên lại có chung điện thoại rồi. Nên là các bác nào quan tâm đến cái này thì liên hệ trực tiếp nhá. Bây giờ em sẽ nghe điện thoại xong đầu là mở lưới ra cho các bác xem chung với bác. Rất là xịn sò luôn. Đây các bác xem, cái này người ta gọi là lỗ sạc tiết rồi. Tưởng nhìn cái màng thử con này bát của JB hóa ra là bát của Eminent. Này, con nạn cuộc đời rồi. Đây các bác xem nhá, bát Eminent luôn luôn có một lỗ này. Đấy. Và cái chấu cọc của nó đây, nhiều con là nó sẽ có đậu tem đây nhưng mà chắc có khi là người ta bóc ra rồi. Bởi vì nó vào cái thùng JB, bên trong thì bị phân tần nai này. Nói chung là con này được mỗi cái thùng. Thôi bây giờ thanh lý vậy. Mua hơn 5 triệu. Thùng tôi bán giao đưa các bác là 2 triệu rưỡi. Bát cũng 2 triệu rưỡi. Bát là bao ship nhá. Còn chung với cái tép thì cả chung cả tép tính vo cho các bác 1 triệu tí là chung cả tép. Như con chung này nó bị dập màng này. Đấy, quánh con noi và côn ra ngoài. Đấy, như này người ta gọi đánh không cẩn thận là đánh con noi con noa ra ngoài. Bởi vì hơi con bát nó đánh vào đây không có khoang riêng thì nó sẽ bị nòi ra ngay. Đấy. Đây con này cũng thế nữa. Lỗ sạc tiết rồi. Đây, phân tần đây. Mấy bố Trung Quốc nào mà ăn như này đây. Đây con này nó vẫn còn nguyên cái tem này. Bó tay. Để các bác xem nhé, con này bát của Eminent này. Đấy. Ở đây nó có cái vết tem này. Không biết là mấy ông sơn vào hay gì đi. À sơn vào, may quá, sơn vào. Cào nó vẫn có thể ra được chữ nhưng mà sơn vàng. Đấy, đây. Vết tem đây. Đồ bát này các bác có thể đánh súp được. Bát Eminent nhá, chính hãng nhá. Các bác vào website của hãng Eminent.com tìm cái mã là bát 50 là 18 gì đấy là ra. Còn đây là chung. Chung con này thì hơi bị lỗi do dập màng tí đây. Cả chung cả tép bán cho các bác 1 triệu giao lưu. Giá giao lưu. Tưởng ăn ngon hoa ra nỗ hàng thanh lý chết rồi, vỡ mồm vỡ mồm con gâu gâu rồi. Đây các bác xem này, quận dây phân tần này, quận dây bát nó còn bay như người nhện này. Này đây nhắc cái bát này cho các bác xem nha. Con bát này rất là khủng luôn, bát 50 nhưng mà từ 19 tới 16. Đây các bác xem nó phân tần của nó bay như người nhện này, dây này oan ta là vằn này. Các bác nào lấy thùng mà thay thế thì đây nha. Chết đỏ mặt này, tí nữa nghẹt ra rồi. Quận dây bát này, phân tần này bay như người nhẹ này, 2 năm này. Bát 50 chung 2 năm tiếp kèn, một con nữa bị gãy tép đây. Đấy. Đó, các bác nào quan tâm thì hệ trực tiếp thôi. Vỡ mồm con gâu gâu rồi. Như này người ta gọi là tò tí te con bò kéo xe rồi.
Đây các bác xem, thùng thì đúng chân Mỹ nhá. Tép này chắc là người ta vanh ra. Chung này chắc cũng là vanh ra nút. Đấy. Cái này người ta gọi nó vẫn một con gâu gâu rồi. Bây giờ con chung này mà muốn đánh không bị nòi tiếng bát ra thì là phải làm một cái hộp riêng. Ok. Đấy, mù thế bán lại cho các bác thôi. Bán bằng giá 5 triệu rưỡi nhá. Các bác nào quan tâm thì đến nơi mà bốc. Mong về nghịch gì nghịch. À, còn các bác nào mà hỏng thùng mà muốn gọi lấy thùng hay mua thùng ngoài thì đây nhá. 2 triệu rưỡi cái thùng này. Đấy. Còn bát này em cũng phải bán 2 triệu rưỡi nữa. Bát này thì bao ship, thùng thì không bao ship đâu. Thùng em thì hỗ trợ vệ sinh qua xong bắt đầu là đóng gói bìa thôi, gọi là tiền bìa thôi chứ còn đấy bác xem. Bát 50 em tưởng màng con này là của JB. Mà JB nó có màng này. JB là màng của nó màu này. Đấy. Bát 50 con này là của Eminem. Còn cái này là vỡ mồm một gâu gâu rồi. Tưởng nãy được tí, nãy được mấy trăm nghìn hoa ra nỗ rồi. Bán không biết là có bác nào mua cho không. Mà thôi không sao. Không có bác nào mua thì thùng này em phục chế lại. Em để làm cái loa để test. Chả sợ gì. Tầm này quan trọng quá hay nữa. Nào. Thùng xịn nhá. Tự nhiên là bị vành mất cái tép mấy con chung. Đấy. Quay nữa, quay càng thêm tiếc, càng thêm xót ruột. Đây, các bác xem này, cái hậu này hậu xịn nhá, cái hậu này ăn tiền này, nhiều con loa về nó bị gãy hậu này, ăn tiền này. Đấy, tay sách đây, con này một tay này, hai tay này, ba tay này, bốn tay, bốn cái tay sách còn nguyên đẹp, đẹp nong nay. Có một cái nó hơi bị vỡ một góc là cái vé này bay mất một miếng vé rồi, không sao cả. Tay sách xịn nhá, đấy, thùng cái bông này thì không thể nào nhái rồi, thùng này thùng xịn nhưng mà bị vanh. Chán hết con người. Thôi. Như này là mấy sếp Trung Quốc là ăn cho mình ăn cháo xong là lấy chân hẩy hẩy cái bát người ta còn ăn cháo đã bát rồi. Thôi nhá. Báo cáo tình trạng đến đây thôi, không quay lúc nữa các bác thì không phải đăng ký kênh được. Đang là em chết dở. Nổ. Là Ono sắp nổ rồi. Đấy. Nhìn cuộc đời này. Cứ thấy thương hiệu mà ra rẻ rẻ cái ôm vào là chết ngay. Đây là người chịu thiệt chính là em chứ ai nhỉ. Ok nhá, các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhá. Các bác gọi điện động viên đi. Các bác gọi điện động viên đi. Đấy, các bác nhắn tin động viên, gọi điện động viên đi. Em mua được cái gì mua nhá. Chung với tép là 1 triệu. Bát là 2 triệu rưỡi bao ship. Thùng là 2 triệu rưỡi đến nơi mà bốc. Hoặc là hỗ trợ gửi xe thôi. Gửi xe thì em đóng gói thôi. Còn cước phí các bác tự lo. Thùng này khá là to, cước phí chắc là tầm 300-400 nghìn thôi. Hoặc đắt thì 500-600 nghìn thôi. Nhưng mà mua được cái thùng xịn về nghịch gì thì nghịch. Đấy. Chung này thì về các bác là tốt nhất là các bác đóng một cái khoang riêng cho con chung này. Tí này em đo cỡ xong là nhờ thợ này. Cứ đang hiện đại. Đấy, các bác muốn như thế nào đấy. Mua về là các bác tự làm lại nhá. Cẩn thận đây. Tan tác tả tư này. Quấn dây nó còn rơi ra đâu rồi, cắt đi rồi sao đây. Dây siết này, tụ này, oi tan phòi này. Đấy, bát này vẫn còn hàn dây. Đây. Cuộn dây con này nó bay như người nhện. À. Tụ này bắn như pháo hoa này. Quay là tỏi này. Đấy. Phân tần thì bố não rồi. Tưởng con này phân tần zin thì còn nãy được tí, nhưng phân tần này bay như người nhện này nổ. Tưởng zin được cái phân tần này còn đỡ được đi. Các bác đấy này em cho luôn cái phân tần hỏng đi nhá. Mua bán là bán giờ. Mua cả thì 5 triệu rưỡi. Đấy. Thôi một cả 5 triệu không nói nhiều. Mua cả 5 triệu. Đấy về tự là tự nghịch. 5 triệu là giá tại cửa hàng nhá. Em chỉ hỗ trợ công đồng gói thôi. Ok các bác nhá. Xin kính chào và để các bác hẹn các bác trong clip review. Nhưng mà không lấy hàng đồng nát nữa. Lấy hàng đồng nát này nổ. Chết dở.